đi vào học đó là tự giác vào học nha, chứ không có để gọi điện thoại cho từng người nghe chưa. Bạn nào mà gọi điện thoại từng người là cuối năm mà cô hạ hành kiểm hết rồi. Đi học gì mà ngày nào cũng phải thầy cô phải gọi điện mới vô học là sao? Ý thức đâu hết rồi. Come on.